Là ngày vui của con, mẹ cũng chúc con trong cuộc sống này mẹ mong có con vui vẻ hiểu nhau, sống cùng nhau cho đến cuối đời. Mẹ rất vui, con hạnh phúc là mẹ. Mọi người mẹ cũng mong sao có con sau này hiểu nhau hơn, sống cùng nhau đến cuối đời có cuộc sống hạnh phúc vui vẻ là mẹ vui rồi. Mẹ con có dưới già cũng vui nữa. Mẹ yêu các con. Thôi bữa nay ngày vui của hai đứa, má không có gì, má xin chúc tụi con, hai đứa con trăm năm hạnh phúc, răng long đầu bạc nha, nhiêu đó là má cũng đủ vui nè con. Rồi, không có gì má chúc tụi con tới đây là thôi. Rồi, bye con nha. Đến nay anh đã thấy yêu em đến điên đầu. Người có hay và em hỡi đây mình đã lên bờ. Nên trong thì anh nhớ luôn thật trân trọng. Em biết không? Em biết không? Em biết không? Còn nó tổ chức tiệc cưới cho anh trai là chú Tài người dâu Huyền, thì tôi có và xin lễ tặng chân dâu tôi, còn có thì có một cọng nhẫn là nhẫn cưới và một đôi vòng hình tròn, có 10 cây vàng 4 số, 6 chiếc kiềng và 5 chiếc nhẫn, 2 chiếc vòng và 1 chiếc tấm lắc, một vòng xi men và 1 sợi dây cụm. Rồi thôi ba cũng chúc hai con được trăm năm hạnh phúc. Người có hay và em hỡi nay mình đã lên bờ. Nên trong thì hãy nhớ luôn thật trân trọng. Em biết không? Ngày lấy chồng ba cho hai chiếc vòng, chiếc xe, chiếc Camry, rồi